Nguyễn Bá Thanh cạp đất Đà Nẵng như thế nào? Dân nghèo bị cưỡng chế cướp đất khi họ lên tiếng bảo vệ tài sản của mình, họ bị đánh đập, giả mang đến chết là chuyện không hề hiếm tại xứ thiên đường xã hội chủ nghĩa dưới chế độ cộng sản. Cho dù các nhân vật này cũng như băng đồ đệ cấp dưới của chúng đã và đang phải trả giá bằng luật trời hay luật người, nhưng chúng cũng đã để lại cho vợ con hàng ngàn tỷ đồng và hàng ký sổ đỏ trong hành trình làm quan kim tướng cướp. Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng ban nội chính Trung ương, cựu bí thư Đà Nẵng đã bị đầu độc phóng xạ đau đớn đến chết. Trần Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó ban tổ chức Trung ương, cựu chủ tịch Đà Nẵng hiện đang thụ án 17 năm tù giam. Văn Hữu Chiến, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, đang thụ án 12 năm tù giam. Mặc dù đã chết hơn 5 năm, nhưng tài mỹ dân của Nguyễn Bá Thanh và hệ thống tuyên giáo của đảng vẫn nhồi sọ, may hoặc được một bộ phận dân chúng tôn vinh thần tượng Nguyễn Bá Thanh. thêm nữa, số cán bộ, đảng viên Đà Nẵng hưởng lọc, rồi vẽ nên chân dung thánh để sùng bái, cũng như gợi chút tiếc nuối một thời vàng son, kiếm vài ba lô đất dễ như trở bàn tay của đám công chức. Sự việc sau đây có thể sẽ làm dân chúng cả nước và thành phố Đà Nẵng sáng mắt và ngộ ra nhiều điều. Dưới thời hai ông tướng tư lệnh quân khu 5, Quỳnh Ngọc Sơn và sau này là Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 12 và người kế nhiệm là Nguyễn Trung Thu, sau làm Phó Tổng thâm mưu trưởng Bộ Quốc phòng. Hàng ngàn hecta đất đai phòng thủ gian biển đã bị Nguyễn Bá Thanh cấu kết, chiếm đoạt và phân lô ra bán. Dĩ nhiên, lãnh đạo quân khu 5 đều xí phần. Số lô đất tương ứng với lon và tùy theo chức vụ. Quỳnh Ngọc Sơn và Nguyễn Trung Thu được chia mỗi ông cả chục lô mặt tiền gian biển trên đại lộ Võ Nguyên Giáp. Mỗi lô có diện tích 500 thước vuông, giá thị trường hiện nay mỗi lô không dưới 150 tỷ đồng. Nguyễn Bá Thanh và Trần Văn Minh thì nhờ người thân đứng tên dưới chiêu trò mua lại của quân đội, nhưng giá thì chưa đến một tô phở mỗi một mét vuông. Một trong số những người đứng tên hộ cho Nguyễn Bá Thanh, số lượng lên đến hàng trăm lô đất là Nguyễn Thị Túy Vân, chị họ của Bá Thanh và là bồ nhí của Trần Văn Minh. Ngày 14 tháng 8 năm 2006, Nguyễn Thị Túy Vân nhận chuyển nhượng 25 lô đất mặt tiền gian biển từ công ty 532 Bộ Quốc phòng và được Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà cấp ngay sổ đỏ. Ngày 4 tháng 5 năm 2009, Nguyễn Thị Túy Vân ký hợp đồng quỹ quyền số 5492 tại phòng công chứng số 1 thành phố Đà Nẵng để giao cho chủ nhôm tìm khách chào bán. Vũ Nhôm bán được 20 lô chuyển tiền cho vợ chồng Nguyễn Bá Thanh. Còn lại 5 lô có sổ đỏ, Vũ Nhôm chưa bán được thì Nguyễn Bá Thanh đột ngột đổ bệnh. Một năm sau Bá Thanh chết nên Vũ Nhôm ẩm luôn. Nguyễn Thị Tý Vân cùng vợ của Nguyễn Bá Thanh là bà Lê Thị Quý đã nhiều lần đến nhà yêu cầu Vũ Nhôm trả lại sổ đỏ của 5 lô đất trên. Nhưng Vũ Nhôm lờ đi. Sau khi bị truy nã, chạy trốn bất thành, Vũ Nhôm bị Tổng cục 2 bắt giữ tại Singapore và áp giải về Việt Nam ngày 4 tháng Giêng năm 2018, thì ngày 16 tháng Giêng năm 2018, Nguyễn Thị Túy Vân làm đơn báo mất sổ đỏ, yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố cấp lại cho mình. Ngày 24 tháng 2 năm 2020, vợ Vũ Nhôm là Nguyễn Thị Thu Hiền có đơn yêu cầu cơ quan chức năng Đà Nẵng ngăn chặn không cấp lại số đỏ cho Nguyễn Thị Túy Vân. Thời gian gần đây, một số báo quốc doanh có đề cập việc Nguyễn Thị Túy Vân lật kèo trong mua bán bất động sản. Dư luận Đà Nẵng cho rằng đây chỉ là phần nổi của tảng băng. Còn nhớ, sau khi Nguyễn Bá Thanh chết tháng 6 năm 2016, Thanh tra thành phố Đà Nẵng đã tiết lộ việc Nguyễn Bá Thanh dùng 32 tỷ của các mạnh thường quân ủng hộ Hội Bảo trợ Phụ Nữ và Trẻ Em Nghèo Bất Hạnh Đà Nẵng để mua 47 lô đất và ẩm luôn sổ đỏ và vụ chấn động để ngoài sổ sách của Ủy ban Nhân dân thành phố đến 26.000 lô đất. Nhiều đồng đoán cho rằng hàng ngàn lô đất khác của gia đình Nguyễn Bách Thanh gửi cho Vũ Nhôm giao dịch đến khi đại ca tặng hơi thì đồ đệ Vũ Nhôm bán xong cũng quên luôn việc trả cả vốn lẫn lời. Từ năm 2006 đến năm 2013, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã nhiều lần cấp đất từ 300 thước vuông ban đầu lên đến 12.413 mét vuông cho lô biệt thự L09 do Lê Thị Ngọc Anh, chị dâu của Đào Tấn Bằng, chánh văn phòng thành quỹ Đà Nẵng, đứng tên giúp cho Nguyễn Bá Thành. Khi Bá Thành chết, bà Lê Thị Ngọc Anh buộc phải sang tên đổi chủ cho Lê Thành Tiến, em vợ Nguyễn Bá Thành. Kết luận thanh tra số 269 của thanh tra chính phủ ngày 16 tháng 9 năm 2019 đã chỉ rõ sai phạm của lô biệt thự L09 tại dự án khu biệt thự suối đá được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng giao đất cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an điều tra làm rõ, nhưng do sự việc nhạy cảm liên quan đến ngày trưởng ban nội chính trung ương đảng vắng số, vì vậy lo ông Trọng cho chìm luôn. Thể chế độc tài luôn đẻ ra những trùng tham nhũng khác tiếng quan chức cộng sản nên nhớ rằng cho dù họ có chết đi nhưng tội ác họ gây ra hôm nay sẽ vẫn còn đó mãi mãi những đồng tiền bẩn tanh mùi máu mà họ kiếm được trên thân xác dân lành sẽ để lại tiếng nhơ với ngàn năm bia miệng